phố đi bộ. Rồi giờ vẫn còn cây thông Noel nữa. Mình đi mua đồ ăn đi lên đó chơi. Nguyên cái xe màu hồng bán cái gì kìa. Xe của bình gì. Xe này chắc bán nước hay bán kem gì đó. Bán kem. Wow, mình ăn tối xong mình đi ăn kem. Không được hả? Đi tìm đồ ăn đi. Ủa, cái khu con khu này thôi hả? Tưởng riêng cái đường đi bộ luôn chứ. Này là có cái bùng binh hả? Ở bùng binh thôi. Người ta nói mua bùng thì đài kìa. Xôi sườn à, xin ăn gì con? Hôm nay ăn xôi. Xôi gì? Xôi gì? Xôi sườn à? Xôi sườn. Xôi sườn, ngon không ta? Ngon sao? Số 1. Cái lấy cái nĩa ra, ngon sao con? Số 1. Rửa cao lên. Xin ăn cái ly nào? Ly sô cô la. Wow. Có muỗng không? 25.000 ly hả? 25.000. Sao mang ly nào? Sao mang ly nào đâu? Sao mang gì đây? Sao mang gì vậy? Sao muốn nước trà không à? Sao mang nước trà? Được rồi con. Lạnh lắm hả Xuyên? Dạ. No chưa con? Ăn chó kia nó lạnh rồi, muốn chạy lung tung. Để nó đi lỡ lỡ đâu. Xuyên đây nè. Rồi, xong người lên rồi.
Cô một mình bữa ăn có xíu rồi này khổng lồ luôn.